Tối ngày 21 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới có trận đấu đầu tiên để gặp đội tuyển Lào. Và thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất. Trong chiều ngày 20 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào. Tại đây, tín hiệu lạc quan là Phan Văn Đức đã có thể góp mặt trong buổi rèn quân này. Với những diễn biến trên, nhiều khả năng Hải Huy và Khuất Văn Khang sẽ không nằm trong kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup. Ở buổi tập này, ban huấn luyện đã đưa ra giáo án khá nhẹ nhàng nhằm giữ sức cho các tuyển thủ trước trận giao quân. Và dù được đánh giá cao hơn, nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn khá thận trọng trước cuộc so tài với đội tuyển Lào. Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Lào sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 tối ngày 21 tháng 12. Và chắc chắn, trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, một chiến thắng sẽ là đích đến của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm có thêm lợi thế trong cuộc đua cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Với Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng này đã quay trở lại tập luyện vào chiều ngày 20 tháng 12. Huấn luyện viên Tin Sắc cùng 3 người trợ lý Thái Lan của mình cũng đã có mặt tại đại bản doanh Hàm Rồng. Về nhân sự, hai trung vệ nội là Lê Văn Đại, cầu thủ cũ của BKMX Bình Dương, và Trần Đình Bảo, người mùa trước khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã bắt đầu tham gia tập luyện cùng toàn đội. Trong giai đoạn đầu của quá trình tập huấn, đội bóng phố núi sẽ tập trung vào việc nâng cao nền tảng thể lực. Sau 36 năm chờ đợi, đây hẳn nhiên là khoảnh khắc mà mỗi người dân của xứ sở Tango đều chờ đợi. Mặc dù đã hạ cánh xuống Buenos Aires vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 12 theo giờ địa phương, nhưng Messi và các đồng đội vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Thay vào đó, toàn bộ thành viên đội tuyển Argentina rất vui vẻ vẫy chào người hâm mộ, đồng thời liên tục khoe chiếc cúp vàng World Cup. Không khí tại thành phố này sẽ còn trở nên sôi động hơn nữa khi lễ ăn mừng chính thức sẽ được diễn ra vào buổi trưa cùng ngày. Chính phủ Argentina đã đồng ý cho người dân được nghỉ làm trong ngày 20 tháng 12 để tận hưởng niềm vui trọn vẹn cùng các tuyển thủ.